for the first time all over again. Mình cảm thấy rất vui và phấn khởi trong hình Dividend 2023 ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trung Tín, hướng dẫn viên của Đất Việt Tour. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với Đất Việt Tour trong hành trình Houston Trip lần này. Thì cảm xúc của chúng tôi hiện tại bây giờ là với vai trò hướng dẫn viên, tôi cảm thấy rất tuyệt vời và xúc động. Xin chào tất cả, hẹn gặp lại ở Hoa Đêm Vui. You don't let me down, it's gotta be all, it's gotta be all or nothing, all or nothing, oh, it's gotta be all or nothing. Trưởng đội xe kiêm tài xế. Ngày hôm nay là công ty tổ chức đi outing, tôi cảm thấy rất là vui được trải nghiệm đồng hành cùng đồng nghiệp công ty trong công ty đi outing trip. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Mình đến từ phòng visa của công ty Đất Việt Tour. Hiện tại thì mình đang tham gia chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm tại Madagui. Hiện tại thì đội mình đang rất là cố gắng để hoàn thành thử thách và ba buổi tiếp đề ra. Rồi xin cảm ơn. Chào mọi người, đội mình là đội kẻ thách thức. Logan của đội mình là gì? Dám đấy, dám đâu, dám thực hiện. Đội của mình hiện tại là mọi người đã đi rất là xa rồi. Vậy mà Logan của đội mình đó là gì? Đi cùng nhau và sẽ không bỏ nhau, vậy mà đã bỏ rơi lại trong đứa mình ở đây rồi. Ôi cố gắng đi mọi người ơi, sắp tới rồi, tới điểm dừng có 3 cây nữa. Đã quá Messi ơi, rất khỏe.
là mệt thì vẫn mệt đấy, nhưng mà kẻ thách thức dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, không ngán. Sao lại là cái đêm tình yêu này nó gọi là love, thì đây là ý tưởng của bạn Tuấn cũng rất là hay, anh rất là đồng tình. Tuấn đã gợi ý cho anh một cái điều này rất là hay và phù hợp. Thứ nhất là các bạn cũng biết rồi, cái sự chuyển hóa nó chỉ đến khi mà mình có động lực từ chính nội tâm của mình, từ cái sự mong muốn chuyển hóa của mình thôi, chứ còn lại ai có thúc đẩy thì cũng có thể là cái sự thay đổi nhẹ nhẹ thôi. Thì cái sự chuyển hóa nó phải đến từ cái gì? Nếu bạn có đủ tình yêu thương các bạn thì mới có một cái động lực lớn để các bạn gọi là chuyển hóa nó được. Giống như một cái bạn nào đó, có khi là một người nào đó ví dụ như là bị bệnh rất là nặng, nhưng mà có thể là có cái tình yêu thương nó họ vượt qua được cái cơn bão bệnh. Hoặc là có những người nào đó ví dụ như là anh nói với các bạn là có rất là nhiều những cái, nếu mà chúng ta không có tình yêu thương, ví dụ như chúng ta đang khó khăn như thế này, chúng ta đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề của thị trường,
tất cả những cái vấn đề ở bên ngoài. Nếu chúng ta không có cái tình yêu thương, yêu là cái gì? Đam mê với nghề nghiệp, yêu nghề, yêu đồng đội, yêu công ty, yêu tất cả những cái gì mình đang có ở hiện tại, thì chúng ta sẽ không đủ sức để chúng ta vượt qua những cái khó khăn như vậy. Với một cái mục tiêu mà chúng ta năm nay có thể là chúng ta cũng đang chuyển mình dần dần, chuyển từ cái việc là chúng ta đã chiếm một cái thị phần mà chúng ta phát triển cái mảng nội địa khá là tốt, thì chúng ta đang chuyển thêm qua cái mảng quốc tế, và giám đốc công ty cũng quyết định là đầu tư vào nhiều vào cái mảng đó, và hy vọng là nó sẽ tái cân bằng được cái doanh thu so với cái mảng nội địa. Bởi vì hiện tại thì cái mảng nội địa của chúng ta đang chiếm cái doanh thu, nó chiếm đâu đó khoảng gần 70% so với mảng quốc tế. Nothing to make believe, and the songs that we sang, they were written for you.